chào mọi người. Hôm nay là mùng 9 Tết Tân Sửu và mình đang có mặt ở Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Nó thuộc về thị trấn Núi Sập. Và ở đây thì trong cái khuôn viên của Thiền viện Trúc Lâm An Giang có hai cái lòng hồ rất lớn. Hai cái lòng hồ này thì đã được hình thành cách đây từ khoảng hơn 30 năm rồi. Là ngày xưa là nó có cái xí nghiệp khai thác đá. Và xí nghiệp khai thác đá thì đã khai thác tạo nên những cái lòng hồ này. Và sau đó thì khoảng thập niên 80 của thế kỷ trước thì xí nghiệp khai thác đá đã giải thể. Và hai cái lòng hồ này thì được người dân ở đây bơm nước vào và thả cá. Thì hiện nay là có những cái đàn cá rất là quý hiếm. Trong đó có cái loại cá là cá vồ cờ, tức là cá rồ đấy nhưng mà nó có cờ trên lưng. Và ngoài ra thì Thiền viện Trúc Lâm cũng đã thả rất nhiều loại cá như cá côi, như mọi người đang nhìn thấy đây, một cái đàn cá côi và cũng rất nhiều loại cá khác nữa đang quần ở ngay cái bến này để ăn cái thức ăn mà du khách thả xuống. Còn ở phía bên kia, ngay đằng sau lưng cái con đập này đấy thì là có một đàn cá chê rất khủng. Và bên đó thì có rất nhiều những cái con cá vồ cò, cá rồ cờ đấy. Nhưng mà cá rồ cờ ở trong cái hầm phía bên cạnh đó thì không phải là lớn lắm, nó khoảng 5-7 kg đó thôi. Về trong Thiền viện Trúc Lâm thì cũng có bán thức ăn để cho du khách làm mồi cho cá, để dụ cá lên. Còn mấy con đỏ đỏ bông bông á, mấy con xếp coi, con này con tay, con ấy con điêu hồng. Lát nữa thì mình sẽ dùng một cái camera để đưa xuống dưới nước xem là đàn cá ở dưới nước nó sẽ như thế nào. Đứng ở ngoài ngã xuống ao, xuống cái hồ này nó cá mà nó cắn này không? Đây khu vực phía bên này con đập thì là cá, cá côi, cá chép vàng và rất nhiều loại cá khác như là cá điêu hồng, cá chê phi. Còn ở phía bên kia nhìn cái đàn cá này thì coi như là bao nhiêu những muộn phiền nó trôi đi hết. Rất là đẹp. Đây, phía bên này. Phía bên này thì là cá chê. Cá chê thì dạng dĩ hơn là cá côi. Hơi ngược nắng một tí cho nên là quan sát nó hơi khó. Và bây giờ là cũng là 10 giờ sáng rồi, cho nên là từ sáng tới giờ cá được du khách cho ăn rất là nhiều rồi, cho nên là nó cũng tương đối no. Chứ nếu mà tới vào khoảng sáng sớm ấy mà cho cá ăn thì nó trườn cả lên bờ, nhìn rất là đã con mắt. Cái lòng hồ ở khu vực khuôn viên Thiền viện Trúc Lâm thì nó không sâu lắm, nó đâu đó vào khoảng hai mấy ba chục mét thôi ở chỗ sâu nhất á. Còn lại thì cái khu vực mà phía bên khu du lịch ở phía bên kia thì chỗ sâu nhất là lên tới khoảng bốn mấy năm chục thước. Cho nên là bên đó có những con cá rùa cờ hiện nay là nó thỉnh thoảng nó nổi lên đấy. Ở bên đó là nó khoảng đâu khoảng hơn 100 kg á. Bây giờ thì mình sẽ dùng một chiếc camera để đưa xuống dưới khỏi mặt nước xem là cái đàn cá ở dưới nó sẽ như thế nào. Đây là nhìn từ phía trên mặt nước này. Phía trên mặt nước nhưng mà cái vị trí này thì hơi ngược sáng. Hơi ngược sáng. Cho nên là không rõ lắm.
mặc dù nước rất là trong.